Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng gồm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Chí Cường dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại quận Ninh Chiểu, thông báo kết quả kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Cùng dự có Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng. Qua nghe đoàn đại biểu Quốc hội thành phố báo cáo kết quả kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 vừa qua, cử tri bày tỏ phấn khởi đánh giá cao thành công của kỳ họp cũng như sự đổi mới trong hoạt động của Quốc hội. Đồng thời cử tri cũng đề đạt nhiều tâm tư nguyện vọng đến các đại biểu Quốc hội về các vấn đề an sinh xã hội, kinh tế, thương mại, bảo vệ môi trường. Cử tri kiến nghị Quốc hội xem xét quan tâm các vấn đề trong lĩnh vực an toàn giao thông, triển khai hiệu quả luật căn cước cũng như đề nghị các ngành chức năng của thành phố giải quyết thấu đáo các vấn đề dân sinh bức xúc trên địa bàn quận. Tiếp thu các ý kiến của cử tri, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng ghi nhận đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết của cử tri đối với sự phát triển của đất nước, của thành phố, đồng thời khẳng định những kết quả đạt được tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 vừa qua đều có ý nghĩa rất quan trọng, tác động lớn đến kinh tế xã hội nước ta thời gian đến. Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố cũng thông tin đến bà con cử tri về những kết quả bước đầu trong thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại thành phố và cho biết hiện nay Quốc hội đang xem xét để điều chỉnh có các cơ chế chính sách cho thành phố thực hiện hiệu quả hơn nữa mô hình này. Trong nghị quyết của kỳ họp đã đưa vào một nội dung hết sức quan trọng, đó là giao cho chính phủ nghiên cứu báo cáo đề xuất với Quốc hội để xem xét sửa đổi nghị quyết 119 của Quốc hội khóa 14 về cái thí điểm mô hình chính quyền đô thị và một số các cơ chế chính sách đặc thù. Ngoài ra thì thành phố cũng đang đề xuất một số các chính sách có tính chất rất là đặc thù để phục vụ cho cái mục tiêu phát triển mà nghị quyết 43 của Bộ Chính trị và định hướng phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 đã xác định, đó là chúng ta trở thành một cái trung tâm tài chính, rồi nhất là cái hình thành các cái khu phi thuế quan, rồi gắn với lại cái việc phát triển cảng biển Liên Chiểu của chúng ta, và đặc biệt là bắt kịp với lại cái xu thế của ngành công nghiệp bán dẫn, rồi công nghiệp AI. Đây là những cái mục tiêu, những cái định hướng mà nếu chúng ta xây dựng được các cái cơ chế chính sách mà cho thành phố thì nó sẽ tạo ra những cái động lực mới cho cái sự phát triển. Đối với kiến nghị của cử tri về một số vấn đề dân sinh trên địa bàn, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đề nghị các ngành chức năng cùng quận Liên Chiểu có sự phối hợp rà soát thông tin cụ thể đến cử tri và có giải pháp quyết liệt để giải quyết những nguyện vọng chính đáng của cử tri nêu ra.